Sự thật về những bộ quần áo sida bán ngoài chợ giá rẻ, nghe mà lạnh người rùng rợn. Ham hố những bộ quần áo phụ kiện giá rẻ, độc và gắn mác ngoài, nhiều chị em đã mắc phải những bệnh ngoài da và nhiều bệnh kín da dặn khó chữa. Với đồ cũ, cả bán lẫn người mua đều thấy lợi bởi giá cả bình dân. Nếu khéo bán thì hút khách, khéo mua thì có được món thời trang tuy cũ nhưng đẹp lạ độc đáo, và nhất là luôn rẻ. Bởi thế, dù nằm sâu trong những con hẻm hay đầu đường dẫn vào chợ, lúc nào các gian hàng chuyên bán đồ si cũng nườm nượp khách tới lui. Ở thành phố Hồ Chí Minh, hầu như các khu chợ đều có một góc bán đồ sida được nhiều người biết đến, nhất là khu chợ đồ cũ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Bàn Cờ, quận 3, chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình và các tuyến đường Trương Đình, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, tấp nập khách lùng hàng độc. Giá rẻ, hàng độc đáo, hàng hiệu đã qua sử dụng là những điểm khiến chợ quần áo cũ có sức hút khó cưỡng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều trang web chuyên bán đồ si luôn cập nhật từng ngày, từng giờ lịch khui hàng giảm giá, nên khi nào có đồ cũ về phù hợp với nhu cầu, các chị em lại tranh thủ đến cửa hàng để lựa chọn. Hầu hết các chủ cửa hàng kinh doanh đồ cũ qua mạng đều bố trí gian hàng quần áo rất tươm tất theo từng cỡ, từng loại. Khi đã lưu ý mẫu mã trên mạng, khách sẽ dễ dàng nhanh chóng tìm kiếm món đồ đó tại cửa hàng. Hầu hết quần áo sida đều đã bị ngã màu, ố, có bộ còn dúng gió, dạng hết chất vải. Thậm chí có chiếc quần bị ố vàng phần đũng, nên người mua phải bới trong đống cũ bẩn đó để tìm cho mình một cái phù hợp. Đó cũng chính là môi trường của các loại ký sinh trùng nguy hiểm sinh sống trong đồ si để gây bệnh. Thế nhưng, nhiều người rất vô tư mặc thử các trang phục nằm ngổn ngang trong mớ đồ cũ. Nhiều ba mẹ không ngại ngần chọn từ quần áo cũ đến gấu bông búp bê cho bé cưng. Nhưng các bạn có biết quần áo sida có xuất xứ từ đâu hay không? Một buổi chiều nọ, tôi lần theo những con chợ chuyên bán đồ si. Tôi quyết định ghé vào một tiệm để xem những chiếc áo sơ mi cũ có phù hợp với mình hay không, để mua một cái mặc thử. Nhưng tôi lúi húi lựa những cái áo thì toàn là những cái áo không có nút. Ngay lúc đó tôi suy nghĩ ra một điều bí mật rùng rợn và tôi bắt đầu khám phá. Một buổi trưa hoang vắng, chúng tôi dọc theo những con đường quốc lộ tìm và đã đến một trung tâm hỏa táng. Chúng tôi xin giữ bí mật về tên của lò thiêu này. Chúng tôi đang sải bước đi vào cổng của trung tâm thì ngay lúc đó có một nhân viên hỏa táng đang ngồi hút thuốc phì phèo ngay gốc cây trước cổng của trung tâm. Và chúng tôi bắt đầu bước tới hỏi anh ấy về những câu chuyện tâm linh và bí mật nơi đây được che giấu bấy lâu nay. Chúng tôi bắt đầu hỏi anh ấy: "Anh làm nhân viên ở đây được bao lâu rồi?" Anh ấy bảo: "Tôi làm ở đây cũng được 20 năm. Và chúng tôi hỏi tiếp: "Lương mỗi tháng của anh ở đây có đủ nuôi gia đình hay không?" Anh ấy bảo: "Lương thì cũng đủ sống. Nếu mỗi tháng chúng tôi không có số tiền riêng kia thì sẽ không đủ sống." Anh ấy nói đến đây, chúng tôi liền hỏi tiếp: "Tiền riêng mỗi tháng ở đây là tiền gì vậy?" Anh ấy vừa nói vừa ấp úng. Chúng tôi bảo: "Anh cứ nói và chia sẻ cho chúng tôi nghe đi, chúng tôi sẽ giữ kín thông tin về người nói, sẽ không bao giờ tiết lộ đâu." Và anh ấy nói tiếp: "Tôi cũng chia sẻ với anh em câu chuyện này. Số tiền mà anh em tôi ở đây mỗi tháng kiếm thêm là số tiền từ những món vật dụng của những người đã khuất được hỏa táng tại nơi này." Anh ấy bảo: "Những người nhà của những người đã khuất nhờ chúng tôi rằng trong lúc hỏa táng thì hãy đốt giùm những vật dụng, đồ đạc, giày dép của người đã khuất. Nhưng chúng tôi không đốt mà đem những món đồ đem đi vào những chỗ cũ để bán cho những shop đồ sida. Chúng tôi bán những món đồ đó theo ký, một ký khoảng 3.000. Trung bình anh em kiếm thêm được số tiền này khoảng 2 triệu một người. Chúng tôi làm như vậy thì biết là rất có lỗi với những người đã khuất, nhưng vì cuộc sống hiện tại của anh em chúng tôi ở đây rất khó khăn, nên chúng tôi đành phải làm như thế mới có đủ số tiền để trang trải cho gia đình." Anh vừa dứt lời, chúng tôi bảo: "Chúng tôi là những phóng viên nhà báo, nhưng chúng tôi cũng là một Phật tử biết về Phật Pháp và thế giới tâm linh. Và có lần, chúng tôi ngồi nghe Hòa Thượng trụ trì trong chùa giảng dạy về thế giới siêu tâm linh. Hòa Thượng nói rằng, tất cả những vật của người đã mất có một số cách để chúng ta xử lý.
có một số vong hồn người ta mất rồi nhưng rất quý những vật dụng của họ nên người ta dính mắc vào đấy. Nếu chúng ta lấy của người ta thì người ta rất buồn khổ, có thể phản ứng. Cho nên nếu muốn lấy thì xin người ta hẳn hoi. Cũng nói người ta nếu không đồng ý thì phải bằng cách nào đó báo cho mình biết. Có câu chuyện, ở gần đây có chú cán bộ chết cũng còn trẻ tuổi. Ở nhà có chiếc xe máy chú rất quý. Người nhà nghĩ là chú chết rồi thì để cái xe máy lại cho người em dùng. Thế mà chú ấy nhập về bảo là không chịu, đòi giữ cái xe lại cho con của chú ấy lớn lên đi. Chú ấy mất còn trẻ, con còn dại, lòng thương con nên muốn để dành cái xe máy tốt cho con đi thôi. Cho nên việc dùng tư trang của người đã mất thì chúng ta phải có lời bạch, lời thưa với người ta. Nhất là trong vòng 49 ngày, người ta còn loanh quanh luẩn quẩn chưa tái sinh thì nên bạch nên thưa với người ta, không tự ý lấy dùng. Bạch với người mất xong rồi để trong vòng vài ngày, thường thì khoảng một tuần, nếu mọi chuyện yên ổn không có vấn đề gì thì lấy dùng được. Nhưng phải làm đúng pháp, hoặc là người nhà, hoặc chồng hoặc vợ, cha mẹ con cái, chứ người ngoài mà tự ý vào lấy thì mệt với người ta. Thường khi chết, nhiều người bỏ nhiều thứ vào trong quan tài quá thì cũng lãng phí. Trong tinh thần nhà Phật thì khuyên mọi người không nên bỏ nhiều thứ quý giá vào trong quan tài. Có nhiều người cho cả vàng ngọc vào để cho trộm cắp biết được đào lên lấy thì có dạy hay không. Cho nên nếu thương mến người mất thì cho một tí gì đó cũng được. Những vật kỷ niệm của người đó thì cũng không sao, nhưng với tinh thần nhà Phật thì sau khai thị cho vong linh người ta hiểu, không chấp mắt thì dùng thoải mái không sao. Và nếu người còn sống mà sử dụng quần áo của người đã chết thì cũng có thể đem đến rất nhiều tai họa. Nếu vong linh của người đã chết mà còn nhiều nặng nợ sẽ về đòi lại. Do đó mà quần áo bình thường bạn mặc hàng ngày, dù đã cũ quá cũng không nên đốt. Quan niệm tâm linh cho rằng đốt quần áo có thể gây nên những tai nạn bất ngờ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!